Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Anh Thư đang học thì mẹ kêu về nhà có chuyện gấp nên đành cúp tiếc vậy, con chào mẹ. Con chào bác ạ à. anh Thư lễ phép cùng ngoan con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con mẹ nó thoáng buồn sau khi anh Thư ngồi xuống bác khách là nói ta muốn con kết hôn với con trai bác bà khách hạ kết hôn hả, tại sao chứ anh Thư chẳng qua là là mẹ đang trên đường phá sản nên bác an đây giúp mẹ nên mẹ muốn con con hãy kết hôn với con trai bác ý mẹ nó ngập ngừng con con không biết anh thư con và mẹ hãy suy nghĩ đi. Ngày mốt ta và thằng Vương sẽ qua đây bà khách vui vẻ ra vền thư và mẹ không ai nói lời nào. Bỗng anh Thư hỏi mẹ nếu con đồng ý thì chẳng lẽ con đã thành gái có chồng ở tuổi 16 à anh Thư mẹ, mẹ xin lỗi con nhưng nếu con không muốn thì tùy con mẹ sẽ nói với bác anh mẹ cho con thời gian suy nghĩ nha Thư bùng con cứ suy nghĩ thôi con lên phòng nghỉ đai đi lên phòng suy nghĩ một hồi rồi ngủ luôn, lúc này Nhi mới về tới, hello mẹ yêu hôm nay ăn cùng gì vậy. Ung ung ăn mì gói đi con sao vậy mẹ nhi thất. Vọng mẹ không làm cơm mà để mẹ kể con nghe chuyện này dạ nhi. Mọi chuyện là vậy con à hả chị Thư phải lấy chồng sao chấm con không muốn con kỳ ghê thui con lên an ủi nó đi mẹ dê xịt chị hai yêu quý ơi đứa em thân thương này về nè nhiều nhi ơi sao em may mắn mà chị khổ vậy nhi chị nói gì dạ em, em chỉ sắp phải lấy chồng rồi em có nghe nhưng mà em, em nhi lắp bắp thôi chị muốn nghỉ ngơi em đi về phòng đi chị em có ý này này nhi ý gì chứ em sẽ thay đổi thân phận cho chị không ca chị sẽ thay đổi thân phận cho em nhi có được không, được mà sau một năm em sẽ về với chị bay hát mình xuống nói với mẹ nhi được rồi xuống nói với mẹ đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.